Chào lại anh em ha. Hôm nay mình quay con máy. Anh em nhìn cái dáng con máy nè, là anh em nhìn ở bên ngoài nó thì anh em thấy như vậy. Nói chung là nó rất còn mới, còn bên trong nói chung là chất lượng của nó thì thôi khỏi phải bàn. Nói chung là con máy này như con máy mới. Mình tiễn, máy mình thì nhiều nhưng mà mình tiễn ra, anh em thấy không? Tiễn ra bán mấy con máy đẹp cho anh em. Đó. Bên mình thì nói chung đó, nó càng đẹp thì bán càng khỏe, anh em xài cũng về xài cũng 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 khỏi lo lắng gì hết. Nhưng mà cái giá của nó thì nó hợp lý nha anh em, chứ không có cái giá rẻ bèo giống như máy giác được ha. Anh em thấy còn nguyên bản nguyên zin hết ha. Đầu tiên là mình giới thiệu con máy này của hãng Yubin. Đó, Yubin đây anh em nhìn nè, nó có số xe ghi số ấy, nó in ngay nắp luôn đó, anh em nhìn kỹ ha. Đó, Yubin 501 501 NF 501 á. Đó, số xe ghi của máy đó là này là 512498. Rồi thì anh em thấy máy này là máy xạ lúa đó, xạ lúa phun vôi phun phân thổi lá gì cũng được hết, thùng đó là thùng rời, anh em muốn thổi lá thì tháo ra thôi. Tay nó là tay inox rồi hết, anh em thấy nó thiết kế này nguyên bản. Nói thật sự mình cũng từng nói rồi, máy này mình chưa, nói chung là đổ xăng vô rồi thay cái lọc xăng nó thôi, thay cái lọc xăng bên trong của bình xăng này, cái lọc xăng thì phải thay thay lọc xăng thôi, chứ chưa có nhớ tới ốc ác gì. Cái nào mình cái gì mình nói ra cái đấy, ốc ác nó bằng inox. Đó. Còn máy bãi thì nó như vậy là nó cực kỳ luôn rồi, chứ nó không còn kiểu khác nữa. Còn con máy này hình như nó chưa có xài bao nhiêu hay là chưa xài gì mình cũng chưa biết nữa. Nói chung mình tạm thời thấy là nó rất mới nè, cái lọc zin của nó nè, lọc bụi zin của nó là anh em thấy không? Đó. Lọc bụi zin của nó là đặc biệt, nó mịn mà nó vậy đó. Thì mấy cái đó là điểm bên ngoài thôi, nó không có quan trọng lắm, nhưng mà ý nói là nó còn được như vậy là con máy là nó còn khá cao, chất lượng nó còn rất là tốt. Dây dây của nó nè, dây quẩy dây đeo nó nguyên bản, chưa có bị dách xước gì hết, nguyên hết nè. Con máy này thì anh em dùng tất cả được hết, xạ lúa hay là gì được hết. Rồi để mình tháo cái thùng nó ra cho anh em xem. Cái công suất này là máy này cái dạng máy lớn nha anh em. Còn cái đợt này thì nguyên cái ống zin này của nó vẫn còn, cái tay mà tay cầm nè cho mình quơ á, thì nó cũng vẫn còn dính ở đây, chứ thường thường nó ít có lắm. Nó còn nguyên bản như vậy. Thì con máy này anh em thấy có nhu cầu mà sử dụng được thì mình cho công việc của mình thì hợp hợp lý thì mình cứ xài. Máy này thì thùng nó 25 lít. Số 20 thì nằm ngay tay mình chỉ nè, anh em thấy rõ không? Nó chá. Nè. Còn anh em đổ đầy lên tới đây thì nó 25 lít. Nó thùng 25 lít. Mình sẽ tháo cái bên trong ra cho anh em thấy cái phần mà nếu mà một con máy mà xả lúa được thì nó cái miệng nó phải rộng. Con này thì nó rất là rộng luôn, nó rộng hơn cái mấy con xả lúa kia luôn. Cho nên là mình khỏi lo lắng cái phần đó. Anh em cứ gỡ cái này ra. Nó có cái nghèm nè, gỡ lấy ra ha. Đó, rồi cứ bật cái nắp này xuống thôi. Bật hai bên xuống. Đây xuống xuống thì lấy cái thùng, lấy thùng ra. Đó, đơn giản vậy thôi. Mình cho anh em xem ở phần thiết kế ở bên trong cái nắp nó thì anh em biết là nó không có cái gì mà cản nó được hết. Anh em thấy miệng nó không? Mở ra rất là rộng, đóng mở nè. Đó, anh em thấy không? Đó. Một lóng tay của mình luôn. Chiều ngang của nó, còn chiều dài của nó thì dài hơn. Còn cái miệng nó ở đây.
nó thiết kế anh em lúa hay là cái thứ gì vớt xuống đây thì nó sẽ có cái lỗ nhỏ đây nè, nó sẽ thổi thổi bay vô luôn, nó tiếp luôn, nó hay hơn mấy cái dòng khác chút xíu đó. Đó thì vậy rồi thì anh em mình sẽ ấy cho nó rõ rồi mình sẽ thử máy cho anh em nghe cái tiếng nổ của nó. Máy này thì khỏi phải bàn rồi, nói chung chất lượng nó thì khỏi phải nói, hồi khỏi hỏi là máy còn đẹp hay không đẹp hay là gì hết đó. Thì máy này nó còn như máy mới vậy thôi, gắn vô ngay khớp thì được thôi. Đó, anh thấy không? Rồi đến đây mình nhấn xuống đưa vô, rồi đơn giản, rồi đưa cái này vô lại ngay cái khớp nào đó, nó có ba khớp, anh em muốn mở to chỏ hay là mở hết gì đó thì muốn để vô khớp nào đó để nó là vậy. Rồi đứng đó đi, để anh chút, anh lỡ quay cái này chút. Rồi mình sẽ thử máy cho anh em ha, em có nhu cầu thì gọi lại thử máy để anh em xem. Dạ, bơm xăng ở đây nè, mình cũng như mấy máy kia thôi đó. Bơm xăng dở e là mình lên nửa ga thôi chứ không có giáp lên nhiều, nó quay mạnh khủng khiếp lắm đó. Anh em thấy đó, đoạn ga nó đây, nãy mình lên tới mức 3 thôi, còn nó lên tới đây nữa là chịu không nổi đâu, máy nó quay vòng vòng luôn. Anh em thấy cái sức mạnh của nó khủng khiếp lắm. Máy thì nó rất là nhẹ vậy, thì rồi anh em mà có nhu cầu về con máy này thì cứ alo cho mình. Máy này mình bán cho anh em là cái giá tại cửa hàng là 4,5 triệu, còn anh em có xài máy thường bên cửa hàng mình thì chuyển khoản thì mình bao phí, còn không chuyển khoản thì mình không bao phí, vậy thôi. Nói tóm lại, tin thì làm mà không tin thì không làm, chứ bây giờ mình cũng không biết nói sao. Còn bên trong nó đây, trong đó nè, thấy không? có cái bửng để như kiểu là nó chống dồn lúa hoặc chống dồn phân ngay giữa đó, anh em thấy không, như kiểu nó chống dồn á, anh em hiểu ý nói không, nó cản lại chút vậy thôi. Rồi vì muốn xài cái đó thì ấy, còn mấy thì tháo ra cũng được, không có gì, mà để đó thì nó hay hơn, tại Nhật nó thiết kế như vậy, nó tính toán rồi. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em ha, có gì alo lại, thiếu con máy này còn thì anh em lấy, còn không còn thì anh em muốn đặt con máy y như vậy hay là dòng nào gì đó thì mình sẽ chuẩn bị, lúc anh em thấy được thì anh em lấy, còn máy xới, máy cài gì đó, máy lên luôn. Anh em muốn xài cái dòng nào thì cứ gọi ngay cho mình qua Zalo để tư vấn cho nó hợp với công việc của anh em ha, tránh cái tình trạng là mua máy mà công việc mình, một công việc này mình mua máy cái công việc khác thì nó không tốt cho công việc, nói chung là làm không được, làm nó không hiệu quả. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em ha.